có phải em hết yêu anh rồi? Em hãy nói đi người ơi, anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp, em nói anh không còn như trước. Nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Yêu anh rồi, em hãy nói đi người ơi. Anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp, em nói anh không còn như trước. Nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Vậy thì anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Tự quyết định tương lai của em cơ. Người ơi, anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không ngờ, em nói anh không còn như trước. Chắc là em sẽ dọn được công ty ở đấy. Nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu.
không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi em ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng ra đi, em sẽ nhận ra không ai.